9 trên 10 người đều cho rằng là smartphone giá dưới 2 triệu có cấu hình không ngon, bởi vì tất cả đều chưa biết sản phẩm này. Đây chính là ZTE Blade A72, là chiếc điện thoại có mức giá dưới 2 triệu đồng nhưng sử dụng một cấu hình khá là ngon với con chip Unisoc T606 với mã là UMS9230, 5GB RAM với 3GB RAM chính và 2GB RAM ảo, cùng với bộ nhớ lớn nhất phân khúc là 128GB, thì hiệu năng của em nó cho ra khá tốt với mức điểm là 230.000 điểm AtuTu. Thì em này chiến các tựa game eSports ví dụ như Liên Minh, Liên Quân, Free Fire phải nói là tốt luôn nha. Ngoài ra còn được trang bị chip nhớ chuẩn UFS 2.2 cho một tốc độ đọc ghi tốt hơn nhiều so với các em điện thoại cùng phân khúc. Không những thế, thiết kế em nó cũng khá là đẹp nha, với mặt lưng bóng, họa tiết vân đồng tâm, sờ nhám nhám cho cảm giác cầm nắm rất sướng tay nha. Màn hình nhẹ lớn 6.74 inch, độ phân giải HD cộng với tấm nền IPS cho một chất lượng hiển thị khá là tốt, màu sắc thiên về sự chân thật. Nhưng quan trọng, đây là màn hình hỗ trợ tần số quét cao 90Hz, vậy nên cho cảm giác vuốt chạm phải nói cực kỳ là mượt mà. Được trang bị cụm 3 camera, thiết kế hâm hố, độ phân giải tới 13MP, cho ra một chất ảnh phải nói là chưa đạt đến cái mức là đẹp xuất sắc, tuy nhiên vẫn rất tốt trong tầm giá. Thời lượng pin cũng rất trâu với viên pin 5130mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W, có cả biến vân tay tích hợp nút nguồn và cổng sạc Type-C. Quan trọng là em này được trang bị đầy đủ các phụ kiện từ củ sạc nhanh, dây sạc, ốp lưng cho đến cả tai nghe. Quan trọng, đây còn là hàng mới, chính hãng ZTE này là một hãng rất nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, vậy nên em Blade A72 này quá ngon luôn. Chấm điểm uy tín anh em nhá.